Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình muốn làm một cái clip chia sẻ với anh em về những gì liên quan đến nhiếp ảnh. Thực ra mình làm cái clip này thì nó liên quan khá nhiều đến vấn đề tự phát hơn là cái vấn đề là nó là một clip hướng dẫn. Clip này liên quan, nó sẽ thiên về vấn đề cái chia sẻ, cái quan điểm của mình, cái góc nhìn của mình về nhiếp ảnh, để cho những ai mà quan tâm đến mình, những ai mà thích mình thì sẽ hiểu được cái tư tưởng và cái tư duy của mình về nhiếp ảnh. Mình cũng hy vọng rằng sau cái clip này anh em có những cái góc nhìn đa chiều hơn về nhiếp ảnh, rằng nhiếp ảnh này nó là một nghề chứ nó không phải là chỉ là một cái trò chơi, mà đã là một nghề thì nó đòi hỏi rất nhiều thứ, rất nhiều kiến thức, rất 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 nhiều kiến thức luôn, chứ nó không chỉ dừng lại vấn đề đó là làm cái màu như thế nào cho nó đẹp, blend màu ra sao hay retouch da ra sao. Thì hôm nay mình muốn làm một cái clip như thế này. Clip này thì hoàn toàn là liên quan đến vấn đề tự phát của mình, cho nên rằng là nó sẽ mang nặng cái vấn đề quan điểm cá nhân của mình. Thì mình trước khi mình đi vào vấn đề của clip này thì mình muốn nói với anh em rằng là mình hoàn toàn ủng hộ những cái ý kiến chia sẻ, những cái góp ý về cái việc này, nhưng mà mình vẫn đề cao rằng đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Mình sẽ không nói đúng, mình sẽ không nói sai, mà mình chỉ nói đây là góc nhìn của mình về nhiếp ảnh. Và mình muốn rằng những người mà quan tâm đến mình hãy có những cái góc nhìn như thế này về nhiếp ảnh thì mọi người sẽ tốt hơn. Đấy là cái mong muốn của mình ở trong cái clip này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ở trong clip này mình sẽ nói hai phần vấn đề, đó là vấn đề về nhiếp ảnh thời trang và nhiếp ảnh cưới. Đấy sẽ là hai cái mục đặc biệt là mình cần nói trong cái vấn đề này. Để làm gì? Cái cuối cùng mình mong muốn những anh em xem clip này ở bên nhiếp ảnh cưới thì đúng hơn, hãy hiểu hơn, chứ không mình sẽ sử dụng cái nhiếp ảnh thời trang để mình làm ví dụ, và cuối cùng mình sẽ mang ra những cái liên quan đến nhiếp ảnh cưới để mình muốn anh em hiểu được rằng nghề ảnh nó bao gồm rất nhiều kiến thức, chứ nó không chỉ dừng lại vấn đề đó là Photoshop, nó không dừng lại vấn đề blend màu. Đấy là cái quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với anh em. Rồi, vậy thì bây giờ như anh em có thể nhìn thấy ở đây, mình sẽ nói qua một chút về nhiếp ảnh thời trang. Mà mình nhắc lại nhé, đây là những cái kiến thức của bản thân mình về nhiếp ảnh thời trang, chứ không phải là những cái kim chỉ nam hay những cái gì có cái đúng, có cái sai, nhưng mà đấy là những cái mà mình hiểu về nó thì mình sẽ chia sẻ. Ok, như anh em có thể nhìn thấy được, đây là Vogue, đây là tạp chí Vogue, đây là những cái tấm bìa tạp chí Vogue. Nó gần như nó là cuốn cẩm nang thời trang của cái thế giới, cuốn tạp chí cẩm nang thời trang của thế giới rồi. Những cái gì mà hiện đại nhất, những cái gì mà thời trang nhất thì nó đều xuất hiện ở trên cái cuốn tạp chí Vogue này. Thì mình chỉ cho anh em xem qua thôi. Cái đầu tiên anh em nhìn thấy đó là rất màu mè. Và thứ hai ý, là mọi người đều nhìn thấy rằng tất cả những cái tấm ảnh ở đây đều là những cái model, những cái người mẫu, những cái người nổi tiếng cực kỳ là hot. Cái này cũng sẽ là một cái ý rất quan trọng thôi nhé. Họ đều là model, họ đều là những người xuất hiện trước công chúng, những người có tầm ảnh hưởng. Cho nên cái cách mà họ xuất hiện trước ống kính nó sẽ khác hẳn với cả người bình thường. Đây là mình chưa nói gì đến vấn đề decor, trang phục hay bất kỳ một cái gì cả. Mình chỉ muốn nói rằng những người ở trong cái giới thời trang khi mà họ xuất hiện đây ấy, thì cái tối thiểu đầu tiên đó là người mẫu. Người mẫu là gì? Người mẫu là những người có tiêu chuẩn về số đo hình thể, có khả năng biểu cảm, khả năng mà kiểm soát cơ thể, khả năng kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt theo ý muốn của mình và theo cái concept nhiếp ảnh mà họ đưa ra. Đấy, chúng ta cần phải hiểu rõ về người mẫu nhé. Và trên người mẫu thì nó là gì? Là những người nổi tiếng, ví dụ là ca sĩ, ta thể thấy Rihanna là diễn viên, Lưu Diệc Phi các thứ. Đấy, ví dụ như là nhiều ấy. Đấy, thì đấy là những cái người mà ở trong thế giới gọi là giới người mẫu. Trong thời trang thì những cái người mà chúng ta làm việc hầu hết ý, những cái người sẽ xuất hiện ở trong cái tấm ảnh thời trang của chúng ta ấy, hầu hết sẽ là những người như thế này. Một, tối thiểu nhất sẽ là người mẫu. Người mẫu là gì? Mình vừa nói rồi. Thứ hai đó là những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng. Đó là những cái người sẽ xuất hiện ở trong nhiếp ảnh thời trang. Mình đang nói là những người sẽ xuất hiện trong nhiếp ảnh thời trang nhé, chứ mình chưa nói gì sâu hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ có một cái clip nhỏ như này và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một cái buổi. Một buổi chụp hình của Vogue, một buổi chụp hình của tạp chí Vogue. Đó. Thì chúng ta sẽ xem những cái, mình sẽ tua nhanh thôi và mình sẽ nói cho mọi người xem những cái mà mọi người sẽ nhìn thấy trong một buổi sản xuất về nhiếp ảnh thời trang. Ở đây mình đang cho nhỏ tiếng đi nhé. Ok. Rồi. Đó. Đương nhiên rồi, một cái buổi photoshoot thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hậu trường của nó rất là khủng khiếp.
tạp chí Vogue mà, chứ nó không phải là cái bình thường. Đó, đó các bạn nhìn thấy không? Đèn đóm các thứ rất chi là kinh khủng. Rồi, đầu tiên đây là ai? Vừa rồi người ta vừa rồi, thứ nhất đây là ai? Đây là Fashion Editor này, là một người này. Đấy. Thứ hai là ai? Producer này, nhà sản xuất này. Đấy. Thứ ba là Market, giám đốc về 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 kiểu hình à, đây 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 là giám đốc kiểu về layout, kiểu lên layout các thứ ấy, lên layout cho các cái trang bài các thứ. Fashion Accessory, Accessory là những phụ kiện này. Cái phụ kiện này, đấy, đây quần áo nhá. Rồi, đây make up này. Vừa rồi đây make up, đây không phải make up. Vừa rồi thì make up. Rồi. Quần áo này. Tóc này. Make up này. Đây, make up artist này. Đấy, còn có những người làm tóc này, những người phụ kiện này. Đây là những người thì những người này thì người ta gọi là set design, những người bên mảng set design để người ta có thể design ra được cái bối cảnh hợp lý cho cái bộ hình bộ cho cái buổi chụp này. Đó. Ok, đây là phụ kiện cho buổi chụp này. Các bạn nhìn riêng cái mảng phụ kiện đấy nhá. Riêng cái mảng phụ kiện làm sao cho cái phụ kiện đấy nó hợp lý ấy nhá. Nó nhiều đến mức như thế này. Ok, ta sẽ cùng xem sâu hơn. Rồi, chúng ta sẽ dần dần đi vào buổi chụp. Đây, photoshoot này. Rồi, phía trước các bạn thì là người mẫu thì chắc chắn rồi. Đó, người mẫu thì chắc chắn rồi. Và người mẫu là gì thì lúc này mình đã có giải thích rõ ràng rồi nhá. Đấy, những người có thân hình tỷ lệ chuẩn và có khả năng điều khiển được cơ thể, cái điều khiển được cảm xúc theo đúng những cái concept mà họ muốn, họ mong muốn nhá. Đó, không phải tự nhiên là người mẫu nó là nghề đâu nhá. Các bạn hãy nhớ người mẫu nó là một nghề nhá. Chứ nó không phải là kiểu như kiểu mấy cái bạn hot girl ở Hà Nội nhá, xong rồi xinh xong rồi nhiều hãng người ta book vào rồi tự nhiên gọi là đấy là người mẫu. Mình không bao giờ coi những cái bạn đấy là người mẫu. Mình chỉ coi đấy là những cái gương mặt khả ái và dễ bán hàng thế thôi. Chứ còn đấy không phải người mẫu. Người mẫu là những người như đang xuất hiện trước cái trước mặt các bạn đây này, là những người có hình thể, những người được học hành đàng hoàng, được đào tạo đàng hoàng để có thể biểu diễn, để có thể trình diễn, để có thể kiểm soát cơ thể, kiểm soát khuôn mặt, kiểm soát cảm xúc. Đấy mới là người mẫu, chứ không phải là mấy em xinh xinh gọi là người mẫu đâu nha. Đó. Đó, người mẫu. Rồi, và đây là kết quả. Chúng ta sẽ xem qua kết quả. Đó, khi mà lên tạp chí thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào, đẹp như thế nào. Rồi, Anna Wintour, chắc các bạn nếu mà ai mà ở trong cái giới thời trang thì sẽ biết. Đây là bà Anna Wintour. Đây là bà giám đốc sáng tạo của Vogue, người quyền lực nhất trong giới thời trang, Anna Wintour. Đó, thì đấy, rồi chúng ta vừa xem qua một cái buổi chụp thời trang để chúng ta hiểu qua được. Thì cái vấn đề ở đây mình đang nói với các bạn ở đây, cái mình muốn nói ở đây là gì, các bạn hãy nhớ một điều này. Có một cái câu nói như này này, một bức ảnh tạp chí đáng giá ngàn đô thực ra không đúng, mà một bức ảnh tạp chí nó đáng giá ngàn người, cái đấy mới là câu đúng. Ngàn người để làm gì? Các bạn phải hiểu tất cả những người ở trong này, make up này, decor này, giám đốc sáng tạo này, giám đốc nhiếp ảnh này, xong rồi tóc này, xong rồi phụ kiện này, xong rồi quần áo, tất cả set design các thứ, tất cả những cái người đấy họ đang làm một khâu trong nhiếp ảnh, đó là khâu tiền kỳ. Đấy là khâu quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Họ tiền kỳ để làm gì? Họ tiền kỳ để tất cả những cái sản phẩm của họ, những cái gì mà xuất hiện chiếc ống kính, nó phải đẹp sẵn rồi, nó phải hợp lý, để đến khi chụp ra một cái thì 99% bức ảnh đấy sẽ được sử dụng luôn. Những cái mà họ không thể làm được đó là làm da cho nó mịn, da cho nó đều ra. Những cái mà họ cần phải chỉnh sửa lại một chút đó là những cái vết bẩn ở trên quần áo, những cái nếp nhăn của quần áo, còn tất cả những cái nó liên quan đến màu sắc, phối cảnh, đến hoa sắc các thứ ấy, thì tất cả những cái đấy nó phải ở cái khâu tiền kỳ trong nhiếp ảnh thời trang. Sẽ không bao giờ có cái chuyện đó là khi nhiếp ảnh thời trang mà họ chạy ra ngoài và họ chụp một tấm ảnh rồi họ hy vọng rằng về họ sẽ sử dụng cái Photoshop để họ làm ra được bức ảnh đẹp. Không bao giờ có chuyện đấy. Đó là cái mà mình muốn nói. Nếu như bạn nào đang có cái suy nghĩ về nhiếp ảnh thì mình nên nói với các bạn, nhiếp ảnh nó là một nghề, và cái nghề đấy nó gồm 3 khâu: tiền kỳ,
trung kỳ và hậu kỳ, thì cái khâu tiền kỳ là khâu quan trọng nhất, xong rồi đến khâu trung kỳ là khâu chụp, và cuối cùng nó mới đến là khâu hậu kỳ. Các bạn cần phải hiểu được rõ được cái vấn đề đấy. Đấy là trong nhiếp ảnh thời trang, chắc chắn là như vậy. Vậy thì đơn giản thôi. Thế thì đó mới là lý do vì sao mà thực sự mình cảm thấy rất chi là hài hước khi mà gần đây có nhiều người hay dùng một cái thuật ngữ đó là ảnh cưới thời trang. Má, cái nào là ảnh cưới thời trang? Cưới là cưới mà thời trang là thời trang. Cưới là những cái cặp đôi bình thường trong cuộc sống, họ cưới nhau, họ có nhu cầu chụp ảnh thì gọi là họ, thì họ đi chụp ảnh cưới. Họ mặc bộ com lê, họ mặc bộ chú rể thì mặc com lê, cô dâu thì mặc váy cưới. Còn nếu không thì họ mặc những cái bộ đồ bình thường, họ chia sẻ cảm xúc, tình cảm của họ với nhau và chúng ta chụp lại những cái tấm ảnh đấy. Đấy là nhiếp ảnh cưới. Thế tại sao tự nhiên lại có một cái thuật ngữ đó là thời trang cưới? Thế nào là thời trang cưới? Thời trang là phải yêu cầu, cái tối thiểu yêu cầu nhất của thời trang đó là người mẫu. Thế làm gì có chuyện, lúc đấy mình nói với các bạn rồi, người mẫu là những người như thế nào? Còn người bình thường nó khác hẳn với người mẫu. Tại sao người mẫu nhìn một phát là chúng ta bảo wow, đây chắc chắn là người mẫu rồi. Và nhìn một phát chắc chắn chúng ta bảo wow, đây chắc chắn là người bình thường. Hoặc nhìn phát là thằng Hiếu, người ta bảo wow, đây chắc chắn là thằng Hiếu. Và thằng Hiếu đéo bao giờ có thể là người mẫu được. Đơn giản thôi. Vì nó là người bình thường cho nên không bao giờ có cái chuyện đó là nhiếp ảnh cưới thời trang. Đấy là một cái thuật ngữ cực kỳ là buồn cười. Không ai người ta gọi như vậy. Và trong thời trang người ta gọi đấy là nhà quê. Người ta gọi đấy là buồn cười, người ta gọi đấy là nhà quê. Rồi, mình sẽ nói sâu hơn vì sao mà mình lại phải như vậy. Cái clip này thì mình sẽ có thể là hơi gay gắt một chút, nhưng mà thực ra mình muốn nói tại vì sao. Vì có rất nhiều người thường hay sử dụng cái tâm lý rằng là thích cái mới, cái lạ, và tâm lý rằng là chưa biết được, chưa tiếp xúc được nhiều thứ của rất nhiều anh em trong giới nhiếp ảnh liên quan đến cưới. Và họ sử dụng cái tâm lý đấy để họ dùng những cái thuật ngữ hay những cái hình ảnh để họ, mình nói thẳng luôn là để họ đánh lừa cái cảm giác, và họ mang những cái đấy ra làm gần như nó là, và họ thần thánh hóa những cái đấy lên. Và đấy là việc mà mình không thích. Mình, các bạn nhắc lại, nếu như ai đã đang xem đến đây thì hãy nhớ rằng là mình đang chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về nhiếp ảnh. Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu thế nào là một cái khâu sản xuất của một buổi nhiếp ảnh thời trang. Nó cực kỳ cồng kềnh. Thực ra trong vài cái phút này mà với cả cái kiến thức ngắn, cái kiến thức quá là bé của mình, thì mình chỉ có thể nói cho các bạn hiểu được đó là như vậy. Rồi bây giờ mình mới đặt một cái câu hỏi, đó là vậy thì tại sao mình lại làm một cái clip này, và cái thời trang này thì nó liên quan gì đến cái cưới bây giờ? Thực ra nha, thời trang là thời trang mà cưới là cưới. Hai cái không có liên quan mẹ gì với nhau cả. Nhưng tại sao mình cần phải nói? Tại vì bây giờ chúng ta đang bị lẫn lộn bởi như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái luồng tư tưởng, đó là gì? Luồng tư tưởng của nhiếp ảnh ở bên Trung Quốc, nó đang bị ảnh hưởng đến cái chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ phân tích sâu hơn để các bạn hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái nhiếp ảnh cưới. Thì như mình đã từng giới thiệu với các bạn một cái trang, đó là Hook88. Cái trang này là cái trang mà mình đã từng mua tài khoản ở trên này đấy. Nếu mà ai thích thì có thể vào đây mà có thể học. Thì ở đây có rất nhiều những cái màu cưới hay là những cái bộ ảnh cưới đấy. Các bạn có thể nhìn thấy được và như cho các bạn xem qua. Đây là mấy cái bộ mà mình có tìm được của anh ấy. Chúng ta đây chính là cái mà các bạn thường hay gọi ở thời điểm này. Đó là cái gì? Cái quần nợ gì nhỉ? Cưới thời trang. Cưới thời trang. Mặc dù nhìn những bức ảnh này rất thời trang nha, nhưng đây là những bức ảnh thời trang nha, nhưng đây không phải là những bức ảnh. Đừng bao giờ định nghĩa rằng đây là ảnh cưới nha, tại vì nếu như các bạn định nghĩa rằng đây là những ảnh cưới ấy, thì các bạn chết một cái đầu tiên luôn, đó là chết về vấn đề người mẫu. Các bạn nên nhớ một điều và các bạn hãy thực tế ra đi. Đây mình sẽ nói sâu hơn để các bạn hiểu. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều bộ, rất nhiều tấm ảnh cưới, rất nhiều concept và rất chi là màu mè. Thì mình sẽ nói từng cái một nhé. Mình sẽ nói từng cái một để các bạn hiểu nhé. Thứ nhất ý, khi mà các bạn tìm hiểu đến cái phong cách nhiếp ảnh của Trung Quốc này, cái các bạn chỉ chăm chăm vào cái đó là họ làm màu như thế nào. Trời ơi, cái làm màu nó không phải là vấn đề. Đây, các bạn nhìn xem tất cả những cái màu mè này ý, những cái màu mè của những người ta Trung Quốc họ làm ý, họ đều có cái khâu tiền kỳ hết. Không, ví dụ như cái tấm ảnh này, không phải tự nhiên họ mặc một cái màu như này trên một cái vườn hoa như thế này đâu. Vì khi các bạn sử dụng hue ý, các bạn kéo ý, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, để mình bấm vào. Khi các bạn nhìn thấy tấm ảnh gốc, và các bạn nhìn thấy đây là tấm ảnh gốc, và đây là cái tấm ảnh sau chỉnh sửa. Các bạn nhìn thế này, không phải tự nhiên mà họ cái mặc cái màu này trên cái nền hoa này đâu. Bởi vì khi họ biết rằng họ kéo hiu ấy, thì họ thể có thể cho hai cái màu này về cái màu tương đồng được với nhau. Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn đừng nghĩ rằng là họ chỉ mặc bộ đồ màu mè và họ chạy ra ngoài họ chụp nhá. Không có cái chuyện đấy đâu. Đây các bạn nhìn tiếp này.
Đây, các bạn nhìn xem cái bộ đồ vàng này nó lại hợp cái màu vàng với cả cái màu xanh nhạt nhạt ở đằng sau ngoài biển này này, thì nó lại là một cái cặp đối màu ở trong cái bảng 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 màu. Nó đều có lý do cả các bạn ơi, chứ không phải tự nhiên mà các bạn thấy rằng là tự nhiên người ta mặc đồ như vậy đâu. Đó là vấn đề thứ nhất. Có nghĩa là gì? Ảnh của họ rất chi là có tư duy, họ rất chi là đầu tư, chứ không phải như chúng ta chỉ đang học vẹt. Chúng ta thấy họ làm, chúng ta mua những cái bộ đồ như vậy về và chúng ta đi chụp, nhưng mà sau khi chúng ta đi chụp xong về, thứ nhất là chúng ta không làm ra được cái màu giống như họ nhé, tại vì màu giống như họ rất đẹp nhưng mà mình không hề nói đâu là màu họ xấu. Đây, các bạn nhìn cái tấm ảnh như thế nữa. Đâu phải tự nhiên, đây 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 đây. Này, không hề phải tự nhiên mà chú rể mặc cái bộ đồ màu xanh lá cây này đâu nhá, cái mà mình đang chỉ vào đây này. Cái clip này mình quay 4K các bạn có thể nhìn thấy, không phải tự nhiên chú rể mặc cái màu xanh này đâu nhá, vì màu xanh này nó hợp với cái màu xanh này này, nó sẽ trở thành một cái màu analog nè. Chả có cái gì tự nhiên hết. Các bạn nhìn màu đỏ này, không phải tự nhiên cái cô dâu này màu đỏ nó nổi lên đâu, vì màu đỏ này nó hợp với cả màu xanh ở đằng sau nè. Tất cả nó đều có lý do hết các bạn ơi. Đấy là vấn đề về phối màu, về cái tư duy tiền kỳ của họ trước khi chụp, chứ không phải như chúng ta. Họ tư duy trước rồi họ mới chụp, còn chúng ta là gì? Chúng ta là chúng ta bắt chước. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Có rất nhiều người đã từng bắt chước như thế này nhưng cuối cùng không thành công. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói với các bạn này này, bởi vì tất cả những cái người mà các bạn đang nhìn thấy ở đây ý, họ đều là người mẫu, họ đều rất đẹp. Chúng ta không, các bạn bây giờ mình chỉ hỏi các bạn đơn giản thôi, các bạn nghĩ một cái bộ váy màu mè như thế này, màu sắc sặc sỡ như thế này, các bạn nghĩ một người bình thường mặc có thể đẹp được không? Làm sao đẹp được? Các bạn nhìn cái người mẫu của họ này này, trông cái chàng trai đẹp da như thế này, trông hình thể họ đẹp như thế này, trong cái cảm xúc của họ như thế này, mẫu của họ như thế này, mẫu nữ của họ như thế này, thì họ mới ra đẹp được. Chứ còn như các bạn ấy, các bạn chạy về các bạn lên, ví dụ các bạn nghĩ rằng là ai, các bạn nghĩ người bình thường là có thể đeo được cái bộ tóc tím như thế này á, làm gì có chuyện đấy. Nó phải là người mẫu, nó phải là người mẫu. Thế cho nên mình mới bảo là không có cái chuyện là thời trang nó là thời trang mà cưới nó là cưới, đừng nhầm lẫn hai cái với nhau. Đây là họ đang chụp các cặp đôi thời trang, nói như vậy mới là chuẩn, chứ không phải đây là nhiếp ảnh cưới thời trang. Chả có cái gì gọi là nhiếp ảnh cưới thời trang cả. Các bạn đã hiểu vấn đề chưa? Đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái clip này. Cái mà các bạn cần phải hiểu ở trong, đặt một cái câu hỏi lại là vậy thì ảnh của Trung Quốc, ảnh của Trung Quốc không đẹp sao? Không, ảnh của họ rất đẹp, nhưng mà ý mình muốn nói đây là gì? Ảnh của họ bao gồm rất nhiều thứ, nó liên quan đến cái tư duy tiền kỳ. Sau khi tiền kỳ xong thì mới đến hậu kỳ, và tiền kỳ với hậu kỳ đấy phải kết hợp được ở trên một cái cặp đôi mẫu chuẩn đẹp thì nó mới đẹp được. Các bạn thử nghĩ lại xem, và các bạn hãy thực tế lại xem trong cái công việc của các bạn đi, mấy ai đẹp được như này, khách hàng nào đẹp được như này, đúng không? Thực tế nha, hãy thực tế lên đi các bạn ơi, có được mấy ai khách hàng đẹp như thế này? Khách hàng đã đẹp được như thế này thì họ phải tối thiểu nhất họ phải là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng, người mẫu, hoặc đơn giản họ phải là người có tiền. Nhưng các bạn có chụp được khách hàng có tiền hay không? Đấy là một cái mà mình nói với các bạn, đó là lý do vì sao mà đó là gì, đó là lý do vì sao mình biết rất nhiều người đang sử dụng cái tâm lý rằng là có những cái hình ảnh đẹp này và họ bán những cái khóa, họ họ mở ra những cái khóa học. Và khi các bạn đi học ấy, mình khẳng định luôn ý, là các bạn học xong các bạn không thể làm được cái gì, tại vì về với cái môi trường thực tế của các bạn, về những cái vùng quê của các bạn, về với cái thị trấn của các bạn thì các bạn sẽ không thể có được cái việc đấy. Hoặc các bạn có thể mua được cái bộ đồ như thế này luôn nhưng mà khách hàng của bạn không bao giờ đẹp được như này. Đó là lý do vì sao các bạn làm thế nào thì làm các bạn cũng không bao giờ ra được, các bạn không ra mà không bao giờ ra được, vì ở đây ý, nó là vấn đề về tư duy chứ nó không phải vấn đề về cái bộ màu, nó không phải về vấn đề về cái Photoshop hay là về cái Capture One như mình nói, nó không phải về vấn đề thanh color balance, thanh curve, không phải kéo như thế nào, mà vấn đề đấy nó là cái tư duy ngay từ đầu rồi. Ngay từ đầu là các bạn đã sai rồi. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn xem nhé. Mình sẽ lấy một cái ví dụ, đó là ảnh cưới Hàn Quốc. Vì sao ảnh cưới Hàn Quốc không bao giờ mất, vì sao ảnh cưới của Hàn Quốc không bao giờ mất chất? Đây mình sẽ lấy những cái tấm ảnh. Đây ví dụ tấm ảnh như thế này. Các bạn nhìn xem, ok, mình công nhận với các bạn một điều là người mẫu của họ vẫn đẹp được. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Khách bình thường của các bạn vẫn, cái vấn đề là gì? Đồ của họ rất đơn giản, đồ của họ không màu mè, không sặc sỡ. Và thêm một cái nữa là khách của các bạn đều có thể tạo ra được những cái cảm xúc đơn giản như thế này. Còn bây giờ mình hỏi các bạn những cái cảm xúc cười như thế này, đây những cái cảm xúc kiểu thời gian, kiểu người mẫu như thế này, làm sao khách của các bạn diễn được? Các bạn phải thực tế ở cái vấn đề đấy lên. Làm sao khách của các bạn diễn được? Đây, ví dụ như
cái dáng như thế này, những cái cảm xúc như thế này thì khách của bạn người ta còn diễn được, hoặc chỉ đơn giản như này là đứng như thế này thôi thì các bạn còn có hy vọng mà làm được. Chứ bây giờ các bạn đòi khách của các bạn chạy ra ngoài trời xong rồi múa may may xong rồi nhảy nhót nhót xong rồi điều khiển hình thể, làm sao các bạn làm được? Đây các bạn nhìn cái tấm ảnh này các bạn nhìn này, các bạn nghĩ rằng khách của các bạn có diễn được chất như các bạn này không? Đấy, cái vấn đề là như vậy. Và thêm chưa kể là diễn được chất như này không, các bạn có nghĩ rằng là cái khách hàng của các bạn mặc cái bộ đồ này có đẹp không? Các bạn nhìn nó là người mẫu kìa, người nó đẹp vãi à. Ở trong cái quay clip này ở trong trên YouTube này không được văng tục, chứ không mình thề mình văng tục luôn ý, nó đẹp vãi ra được ý, chứ nó mới làm được. Đây các bạn nhìn thế này, các bạn nghĩ khách hàng của các bạn có đẹp được như thế này không? Mà các bạn đòi các bạn cứ chăm đi nhìn vào nó. Cái các bạn cần phải học của nhiếp ảnh Trung Quốc ấy, đó là gì? Đó là cái tư duy tiền kỳ, cái cách mà người ta làm màu, cái cách mà người ta phối màu cái bộ trang phục đấy với cái khu vực chụp nó như thế nào. Sau đó cái tiếp theo các bạn cần phải học đó là học về ánh sáng. Các bạn phải hiểu được rằng là tại sao ánh sáng đấy, ví dụ như trong cái tấm ảnh này các bạn nhìn này, nó rất chi là kịch tính. Bởi vì sao nó kịch tính? Bởi vì ánh sáng ở đây ấy, nó bắt buộc nó phải dùng đèn, vì đây là chụp trong một cái ngày trời nắng gắt. Vì sao mình biết nắng gắt? Vì ở đây nó có cái bóng mạnh, cái bóng mạnh. Và thêm một cái nữa là trong tấm ảnh này bắt buộc phải có đèn. Ở tấm ảnh này vì sao mà nhìn nó chất? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó đánh, khi mà nó đo sáng để nó lấy được cái chi tiết ở vùng highlight này, thì tất cả trên người chú rể và đằng sau này nó cũng sẽ tối đi. Xong những cái đồ trang phục này khi được đánh đèn vào thì nó lại bật lên. Và đó là lý do vì sao mà chủ thể nó sẽ tách biệt hẳn so với background. Đấy mới là cái mà các bạn cần phải học, cần phải hiểu. Nó giống như cái câu chuyện đó là gì? Các bạn sẽ quay trở lại nói với mình một câu đó là: ồ, mình không có cái tư duy tiền kỳ, mình không có, mình không có ekip, làm sao mình có thể có được make up, làm sao mình có được stylist, làm sao mình có được giám đốc sáng tạo ở trong mấy cái thời trang. Đúng, bạn không thể có được cái đấy, nhưng bạn có được một cái, đó là bạn phải học. Bạn phải học để bạn phải hiểu tại sao cái tấm ảnh thì nó đẹp. Rồi từ đó các bạn phải áp dụng cái tư duy để nó tạo ra một cái tấm ảnh đẹp đấy vào cái tấm ảnh của các bạn. Chứ không phải các bạn đi copy nó như một con vẹt. Khi mà các bạn copy nó như một con vẹt, các bạn không bao giờ các bạn làm được. Đó là sự thật. Đó, các bạn hiểu chưa? Đấy là lý do vì sao mà mình nói với các bạn. Bây giờ mình sẽ nói thêm một cái nhé. Rất rất nhiều người đã từng inbox mình và hỏi rằng là: anh Hiếu ơi, anh có khóa học online không? Khóa học về retouch online. Mình chưa bao giờ mở được, mình không mở được khóa retouch online, mặc dù mình muốn cực kỳ luôn. Tại vì đơn giản vì sao? Vì retouch ý, hay là color grading làm màu ý, nó phải liên quan đến cái vấn đề đó là tiền kỳ. Các bạn tiền kỳ nó phải tốt. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn sẽ xem tấm này. Đây sẽ là cái vấn đề mà thực tế khi mà mình gặp phải với các học viên của mình. Đây buổi 4, đây đó. Đây mới là tấm ảnh mà các bạn sẽ phải làm việc này. Đây mới là tấm ảnh các bạn phải làm việc này. Đây mới là tấm ảnh các bạn phải làm việc này. Thì cái đầu tiên các bạn phải hiểu được rằng là vì sao các bạn chụp những cái tấm ảnh này nó kém đã. Các bạn phải chỉnh sửa, các bạn phải có tư duy về trình độ về ánh sáng để các bạn có thể làm cái tấm ảnh nó tốt đã. Rồi các bạn hãy tính tại sao cái tấm ảnh này nó đẹp ngay từ gốc này. Tại sao ví dụ như cái tấm ảnh này mình chụp nó đẹp ngay từ gốc này, mà cái ảnh, những cái ảnh mà các bạn phải làm việc là những cái ảnh như thế này này. Đó. Chứ không phải là lúc nào các bạn cũng có những cái tấm ảnh như thế này để các bạn làm. Đấy các bạn nhìn, đây là cái tấm ảnh mà mình chụp, mình cho các bạn xem. Đợi một chút. Hôm nay mình khá là bức xúc vì một cái số tư duy gần đây, đó là lý do vì sao mình làm cái clip này. Và đây là mình đang chia sẻ một chút về thông tin khoa học, và cái việc này là việc không hề có lợi cho mình nói thẳng luôn. Tại vì những cái kiến thức này mình đang nói, các bạn phải trả tiền để các bạn mới được học. Nhưng mà mình thực sự là mình muốn các bạn thay đổi cái tư duy. Các bạn nhìn đây, đây là tấm ảnh mình chụp, chắc chắn clip này qua được. Bạn nhìn ảnh, tấm ảnh này rất chi là ok, mình khẳng định luôn. Đây là tấm ảnh rất đẹp. Thứ nhất là vấn đề người mẫu nha, người mẫu cực kỳ đẹp trai luôn nha, đây không phải người bình thường đâu nha. Nhưng các bạn nhìn đây, đây là tấm ảnh gốc đó, và đây là tấm ảnh chỉnh sửa gốc và chỉnh sửa. Cái vấn đề đó là gì? Các bạn phải làm ra đẹp như thế này này thì các bạn mới có thể kiếm được tiền này. Các bạn phải làm ra được ánh sáng như này, các bạn phải hiểu được vì sao tấm ảnh này nó đẹp này thì các bạn mới làm được. Đấy mới là cái tư duy mà các bạn cần phải đi học. Nó giống như đây sẽ là những cái khách hàng mà chúng ta gặp trong thực tế. Đây, các bạn nhìn thấy cái tấm ảnh này chưa? Thì ngay từ đầu các bạn đã sai rồi, các bạn đã chụp sai về ánh sáng rồi, thì các bạn sửa cái gì? Các bạn nghĩ phần mềm nào có thể sửa được những tấm ảnh này?
chả có bất kỳ một cái phần mềm nào nữa. Đây đây là những cái trường hợp mà các bạn sẽ phải gặp phải khi các bạn làm việc thực tế này, thì các bạn sẽ phải xử lý nó như thế nào ngay từ khâu tiền kỳ, còn nếu như tiền kỳ không được thì các bạn phải xử lý hậu kỳ nó như thế nào. Chứ bây giờ suốt ngày cứ suốt ngày ví dụ như mang những cái tấm ảnh như thế này ra, những cái tấm ảnh như thế này ra, đây là những tấm ảnh những tấm ảnh là mình chụp nhá chứ không phải người khác chụp nha, những tấm ảnh đẹp sẵn như thế này ra rồi, rồi các bạn ngồi các bạn quay nhau vào, các bạn ngồi các bạn tự gì tắt với nhau ra thì để làm cái gì? Nó là người mẫu nó đẹp sẵn rồi mà, nhưng mà cái thực tế của các bạn đây này, đây mới là thực tế của các bạn này. Thì các bạn cần phải có tư duy để các bạn nâng cấp được cái tấm ảnh gốc của các bạn lên. Muốn nâng cấp được cái tấm ảnh gốc của các bạn lên, các bạn cần phải có cái tư duy về tiền kỳ, tư duy về ánh sáng, tư duy về màu sắc. Các bạn phải làm được như thế đã rồi các bạn hãy tính tiếp. Rồi các bạn làm gì tiếp theo, chứ bây giờ các bạn chả có cái gì, các bạn cứ chỉ phải chăm chăm vào cái việc đó là nhìn xem người ta làm màu như nào rồi bắt đầu đi học những cái khóa mà bản thân mình cũng chả hiểu được là các bạn người ta dạy retouch gì. Thế bây giờ mình hỏi các bạn đơn giản thôi. Anh ơi, đây là tấm ảnh của em, anh có thể làm đẹp hơn được không? Nó xấu mẹ từ gốc rồi thì đạp cái gì? Nó xấu từ gốc rồi thì là thế này thì em đẹp cái gì? Em làm sai luôn ánh sáng này, mắt cô dâu thì đang xì ở nhà thì làm cái gì? Hả? Em chụp sai rồi thì làm sao mà có ai có thể cứu được em? Đó là lý do vì sao các bạn cần được có tư duy để các bạn làm ra được một cái tấm ảnh đẹp. Rồi hắn bắt đầu mới tính đến cái vấn đề đây để mình cho các bạn xem nhé. Đây là ảnh gốc của mình nè. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây để mình nói đây. Đây là tấm ảnh gốc của mình nè. Tối thiểu các bạn phải ra được ánh sáng này đã thì các bạn hãy tính tiếp. Đây nhá, chưa kể ra được ánh sáng nhá, bây giờ mình cho các bạn xem nhá. Đây là màu nè. Đây hoàn toàn là màu và chưa làm da nhá. Đây là màu nè và chưa làm da nhá. Và đây là làm da nè. Này, nó đắt tiền ở đây này. Nó đắt tiền ở cái làm da này chứ không phải đắt tiền ở cái làm màu đâu nha. Các bạn đừng nghĩ thế nha. Đó. Nhưng cái vấn đề đầu tiên là các bạn phải làm ra được cái ánh sáng như thế này đã. Các bạn hãy tính tiếp. Đây ví dụ cái ánh sáng nó phải tối thiểu nó phải như thế này. Thì các bạn hãy tính tiếp. Bây giờ bản thân cái ảnh gốc của các bạn đã không đẹp rồi thì các bạn định sửa cái gì? Các bạn định retouch cái gì? Đây. Đây là ảnh gốc của mình, đây hoàn toàn ảnh gốc phải nét nhá. Mình chụp một cái cô ở thẩm mỹ viện đấy, các bạn nhìn này, bản thân cái ảnh gốc nó phải ra, nó phải căng, nó phải sáng, nó phải mịn như thế này, thì các bạn hãy tính tiếp đến vấn đề retouch. Cho nên mình sẽ rất chi là thắc mắc một điều là gì, đây là cái tấm ảnh gốc của mình và đây là tấm ảnh chỉnh sửa của mình. Cái vấn đề đó là gì? Ánh sáng nó phải tốt đã các bạn ơi, màu sắc nó phải tốt, hòa sắc nó phải tốt đã, chứ các bạn đừng có chăm chăm là các bạn chỉ mong mong rằng là các bạn học cái Photoshop là bạn có thể thay đổi được cái bức ảnh của bạn nhé, không bao giờ đâu. Đó là lý do vì sao mà mình mới nói một câu đó là gì. Cái clip này mình muốn nói về vấn đề tư duy của nhiếp ảnh đó. Như vậy là hoàn toàn từ nãy giờ mình đã chia sẻ những cảm xúc của mình, những cái góc nhìn của mình về nhiếp ảnh. Mình hy vọng rằng những ai tin tưởng mình, những ai mình không cần mình cũng nói luôn ở trong clip các bạn, những ai đã theo dõi mình xem mình thì biết mình mở ra kênh YouTube thứ nhất đó là gì, mình mong muốn có học viên, đó là sự thật. Vì mình khẳng định một điều luôn là cái kiến thức nhiếp ảnh của mình chưa chắc mình đã bằng ai. Nhưng về kiến thức giảng dạy của mình ấy, mình tự tin luôn là mình rất chi là có kinh nghiệm về giảng dạy. Vì bố mình là giáo viên, mình được thừa hưởng cái vấn đề khả năng đấy. Mình thừa hưởng được cái khả năng mà có thể diễn đạt được. Trong người ta có thể mất 10 câu để người ta diễn tả một ý, nhưng mình chỉ cần một câu thôi, mình có thể diễn tả được 10 ý. Đó là cái vấn đề thứ nhất khi mình lập kênh YouTube. Cái vấn đề thứ hai mình muốn lập kênh khi mình lập kênh YouTube là gì? Các bạn có thể thấy được rằng là gần như không có bất kỳ một cái kênh YouTube nào người ta chia sẻ từ đầu đến cuối như mình. Tại vì sao? Vì đối với mình ấy, những cái gì mình đã có thể chia sẻ được free ấy, thì mình thấy đấy là những cái điều đó đơn giản và rất nhiều người đang cố tình thần thánh hóa nó lên để mục đích đó là kiếm tiền, và đấy đối với mình ấy, đó không phải là cái gốc của vấn đề và đấy là hành động sai. Các bạn cần phải hiểu được rằng cái gì nó cũng cần có kiến thức hết. Khi các bạn có kiến thức ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng những cái mà mình chia sẻ ấy, nó hoàn toàn là những cái quá là đơn giản luôn, nó không có cái gì mà cần phải đi học cả. Đấy, vì đó là vì sao các bạn cần phải đi học nó, vì sao? Vì các bạn không có kiến thức, còn khi các bạn đã có kiến thức rồi ấy, thì cái gì các bạn cũng có thể làm được, chứ các bạn không cần phải nghe bất kỳ bố con nào hết. Đấy. Chốt lại đó là gì? Các bạn nên nhớ một điều ấy. Cái khâu tiền kỳ trong nhiếp ảnh nó rất quan trọng, và muốn làm được tốt cái khâu tiền kỳ đấy ấy, các bạn phải có kiến thức. Các bạn phải biết nhìn thế nào là đẹp. Nhiếp ảnh là sự hòa hợp và sự kết hợp giữa chụp và chỉnh sửa, chứ đừng nghĩ rằng là chụp không tốt rồi chỉnh sửa tốt, không bao giờ có cái chuyện đấy. Bỏ luôn cái suy nghĩ như vậy đi. Rồi, ok, có thể là trong cái clip này mình nói hơi gay gắt một tí, nhưng mình chỉ muốn hy vọng rằng các bạn có thể thay đổi được cái tư duy như vậy.
Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn đã chia sẻ clip. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.